Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Bà Hít TV nha. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái món ăn đó là xương heo hầm bí đỏ nha các bạn. Thì cái nguyên liệu chính của mình thì gồm có xương heo nè. Đây mình đã rửa sạch rồi nha các bạn. Rồi đây là bí đỏ. Mình đã gọt sạch rồi mình cắt miếng nhỏ nhỏ vừa ăn cho mau chín nha. Ngoài ra còn có tỏi băm rồi hành lá băm nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi thực hiện món ăn này nha. Ngày đầu tiên mình sẽ cho cái chảo lên bếp rồi mình cho dầu ăn vào nha các bạn. Rồi đợi dầu ăn sôi mình cho tỏi băm vào nha. Mình đảo đều để cho tỏi nó vàng nó thơm nha các bạn. Rồi sau khi tỏi vàng rồi mình cho thịt vào nha. Đảo đều để cho thịt nó thấm nha các bạn, cho nó thơm, nó săn lại á. Rồi sau đó chúng ta cho nước vào nha, mình cho vào ngập thịt nha các bạn, thì hầm mà thịt nó mới mềm, nó mới chín nha. Cho nước nhiều một tí, tại hồi mình còn bỏ bí vô nữa nha. Rồi đậy nắp lại để cho nó mau sôi thôi nha các bạn. Sau khi nồi canh của mình nó sôi lên thì mình hớt bọt nha các bạn. Rồi hớt bọt xong thì mình để cho nó mình hầm cho nó mềm một tí nha các bạn, mình phải bỏ bí vô. Chứ để các bạn bỏ bí trước thì bí nó gục hết. Đợi khi nào thịt của mình nó chín nó mềm đi rồi mình hả bỏ bí vô nha. Rồi sau khi thịt của mình nó chín mềm rồi mình sẽ cho cái bí của mình vô nha các bạn. Mình đảo đều để cho nó thấm xuống nước để cho nó mau chín nha. Bí này thì mình hầm nó chín gục thì ăn nó ngon nha các bạn, nó bùi nó béo. Các bạn hầm chưa chín tới thì nó ăn còn sột sột nha. Rồi bây giờ mình nêm cái món ăn của mình luôn nha các bạn. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng cà phê muối nha các bạn. Và 2 muỗng bột ngọt. Một niệu một muỗng hạt nêm cà no các bạn. Rồi cuối cùng là mình cho vô 2 muỗng đường nha. Rồi sau đó chúng ta đảo đều lên để cho cái gia vị nó mau tan nha các bạn. Rồi mình đậy nắp lại khoảng 10 phút nữa là bí nó chín nha. Rồi sau khi cái nồi canh cái bí của mình nó chín các bạn, mình sẽ cho vào một ít hành lá nữa là xong nha. Đó. Như vậy là cái món canh xương heo nấu bí mình đã nấu xong rồi nha các bạn. Thì mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Thấy nó ngon các bạn. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nha.